15 hết Bình Dương xin kính chào quý cô chú anh chị nha. Thì bây giờ trời cũng nhiễu họp rồi, mà phơi cái tấm này hình như là nó bị ướt bên dưới ha. Bây giờ mình sẽ gom mấy cái tấm này vào đi. Ơi, phải chạy xe vô nữa. Xe có mấy cái vỏ, phải chạy vô nữa như cái nón nữa. Đây. Em đập mấy cái nón lại đi. Rồi trước tiên mình lôi cái này vào đi. Phụ lôi vào anh ơi. Mình để trong đây, để trong đây nè. Đúng rồi. Rồi để đi. Để rồi tháng này thì rơi vào mùa mưa rồi. Thì sẽ phải nói là tấm này cũng rất là rộng. Vũ nè. Bên đây nữa. Nè, Vũ nè. Đó, đúng rồi. Rồi, xúc luôn. Thôi, giờ mình xếp ra luôn đi. Banh ra xếp luôn. Nè, cầm họ anh đi, cái anh xếp luôn coi. Mưa quá chắc là mà. Xin chào quý bà cô chú nha, xin chào chị Tiên nha, thì đang mưa nha cả nhà. Xếp lại, cái này lại. Rồi để nằm xuống. Đang mưa là mấy anh giờ cũng đang làm nha cả nhà. Tiên thì cầm máy cho ông xã để cho cả nhà xem cái video lúc mưa ở mộ cụ Năm như thế nào nha. Nên là không có phụ mấy anh được, cho Tiên cầm hai cái máy này, máy của Tiên với lại máy của ông xã. Rồi bây giờ mình coi mình ghim mấy cái đèn hoa vào. Rồi mưa luôn rồi cả nhà. Cái gì? Nè, cầm đứng đây cầm để anh chở cho. Tưởng đâu anh cầm gì chạy quá trời vậy. Anh ơi, các bạn này kinh hồn lắm, để không nó ướt hết. Chờ cái vỏ của em
Rồi như vậy là cơ bản là đã hoàn thành rồi. Thì như các cô chú các anh chị thấy thì có bây giờ cũng có bà con cô bác đến viếng mộ. Rồi sẵn là đục mưa luôn. À, có các anh chị cô chú ở An Giang lên nữa. Mưa nãy giờ có tí xíu mà chạy anh Dũng ơi chị. À còn chưa ập xong đúng không? Chưa xong. Mưa quá trời lớn mưa cô chú anh chị. Dịnh nãy giờ luôn. Dạ sao cô? Ở đây toàn là khán giả hâm mộ cảnh không à. Anh gì quên rồi, anh không. Nè. Rồi bây giờ còn có cơ bản đã hoàn thành. Cái nào cái này đúng không? Thôi mình tạm thời mình để đi, lát là mình dọn, tại vì giờ mưa mình đem qua đem lại thì nó lại ướt. Đến đây thì 15 mét Bình Dương xin phép và tạm dừng video này tại đây. Cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị rất là nhiều. Chúc cho toàn thể quý cô chú anh chị xem video nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và hạnh phúc.